Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là khi một người đàn ông thực sự yêu các bạn thì chắc chắn họ sẽ làm những cái điều này. Điều này nó sẽ khiến cho các bạn nữ nhận biết sớm để biết xem người đàn ông kia có yêu mình thật lòng hay không, để các bạn đừng có đầu tư tình cảm vào sai người và biết trân trọng, trân quý đúng cái người chân thành của mình để đừng bỏ lỡ họ trong đời các bạn nhé. Cái điều đầu tiên mà một người thực sự yêu bạn chắc chắn sẽ làm, tin mình đi, chắc chắn sẽ làm, đó là họ cung cấp cho các bạn. Một cái bản năng rất tự nhiên của một người đàn ông khi yêu đó là họ muốn được cung cấp cho các bạn. Họ cung cấp cho các bạn chưa chắc là họ đã yêu các bạn đâu, nhưng nếu họ không cung cấp cho các bạn thì chắc chắn là họ không yêu các bạn rồi. Cho nên nếu như trong quá trình yêu bạn thấy cái người này không bao giờ cung cấp cho mình cái gì nhỉ? Cung cấp ở đây là cung cấp sự đầu tư về mặt tiền bạc, công sức, tình cảm đó. Có thể họ không giàu nhưng họ vẫn có nhu cầu được cung cấp, ví dụ mua cho bạn những món quà tốt nhất trong phạm vi của họ. Họ muốn được chi trả cho những khoản mà các bạn là chi tiêu đó. Thì đàn ông thực sự yêu là họ muốn được thể hiện mình. Vì thế nếu trong quá trình yêu nhau mà họ không bao giờ cung cấp mà chỉ có bạn thôi ấy, thì lúc đấy phải xem xét người đó không yêu bạn nhá. Còn nếu mà nói yêu bạn mà không bao giờ tặng cho bạn được một món quà, lúc nào cũng chỉ trực chờ là bạn tặng người ta thôi, hoặc là bạn cung cấp cho người ta thôi, thì lúc đấy xem lại nhá. Lúc đấy là mình yêu người ta chứ không phải người ta yêu mình đâu. Và hãy nhớ này, chỉ cần là yêu thực sự, ai cũng có nhu cầu được cung cấp hết. Có những người người ta không lãng mạn, người ta không tặng quà, nhưng bằng cách này hay cách khác người ta khiến cho bạn có cảm giác rằng người ta muốn cung cấp cho bạn. Nó không chỉ là tiền bạc, là thời gian, là công sức nữa. Vì thế nhất định phải nhớ đến cái tiêu chuẩn này nhé. Bởi vì trong quãng thời gian qua thì mình đã tư vấn cho rất nhiều bạn. Có những bạn đã chia sẻ với mình như này, trong suốt quá trình yêu nhau, người ta chưa từng tặng em một món quà nào, chưa từng chi một đồng một xu nào cho em, mà người ta còn vay tiền em cơ. Vay tiền mà lúc em cần người ta không trả em cơ. Đấy, các bạn thấy không? Thế thì các bạn nghĩ rằng như vậy mà vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ nhé. Cho đến khi tìm đến đoàn tư vấn thì là muốn phân tích cho bạn ấy hiểu. Và một người như vậy thì đâu có yêu mình đâu, tại sao mình phải suốt ngày nghĩ đến người ta? Đàn ông họ không cung cấp được cho mình đi thôi, mình phải cung cấp cho họ. Họ cung cấp cho họ mà còn họ không yêu, không thương mình, thế bây giờ mình còn phải nhớ họ, đúng không? Đó, cho nên nhớ cho mình này, đàn ông cung cấp cho bạn có thể là vì họ muốn đạt được mục đích nên họ cung cấp cho bạn, chưa chắc đã là yêu mình. Nhưng một khi họ đã không cung cấp trong quá trình quen nhau thì chắc chắn là họ không yêu các bạn rồi. Điều thứ hai, một người thực sự yêu thương bạn là họ luôn có bạn trong những kế hoạch tương lai của họ. Họ muốn kế hoạch là anh muốn học lên, anh muốn phát triển sự nghiệp tốt hơn. Họ sẽ không nói là vì anh muốn phát triển sự nghiệp tốt hơn, vì anh muốn học lên nên anh bỏ em, mà người ta sẽ nói rằng anh vẫn muốn phát triển sự nghiệp như vậy. Làm như thế nào để chúng ta vẫn được ở bên nhau và anh vẫn phát triển được? Mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ đồng hành cùng nhau thế nào? Thì đấy là một người thực sự yêu thương các bạn. Còn nếu như mà anh ta muốn học lên, anh ta muốn nâng cấp cuộc sống của người ta lên, người ta muốn phát triển sự nghiệp, và người ta nói rằng người ta chỉ ở bên cạnh bạn với một mối quan hệ mập mờ thôi, ở bên nhau ngày nào hay ngày đó chứ không chắc đến ngày mai đâu, thì đừng bao giờ ở bên cạnh một người đàn ông như thế các bạn nhé. Người thực sự yêu bạn, người ta muốn gắn bó với các bạn và có kế hoạch của bạn trong tương lai. Hoặc đôi khi có những người đàn ông ấy, người ta chưa biết cách ứng xử đi, đúng không? Có thể trong những cái lúc mà người ta còn non nớt, người ta còn trẻ con, nhưng bắt đầu người ta muốn phát triển cái này cái kia thì bắt đầu là người ta không biết cách ứng xử với các bạn, hay không biết cách có trách nhiệm với bạn. Thì lúc đấy bạn phải là người nói với anh ấy rằng anh ạ, nếu thực sự yêu, là thực sự là những người đàn ông thực thụ, thì người ta sẽ luôn có những kế hoạch và có người bạn gái của họ trong những kế hoạch của họ. Em cần một người đàn ông sẵn sàng cùng em nghĩ ra một phương án rằng em ơi, làm như thế này, như thế kia để chúng mình sẽ có thể cùng nhau đi đến cái đích đấy, chứ không phải là anh một mình anh đi đến cái đích đấy còn anh sẽ đẩy em ra khỏi hành trình đấy. Thì em không cần một người đàn ông như vậy nhá. Đấy, thì ít nhất khi bạn nói câu đấy, một người đàn ông bắt đầu mở ra cho họ một cái lối đi, một cái con đường là cái thứ mà một người đàn ông thực thụ cần làm ấy, đó là vạch ra một kế hoạch để làm sao mình vừa đạt được mục đích mà mình vẫn có thể gắn bó với người con gái mà mình yêu thương đó. Thì cái đó nó mới khiến cho các bạn có được cái người đàn ông mà ứng xử theo cách mình muốn. Và cái quan trọng hơn, mình biết rằng người đàn ông thực sự yêu mình sẽ không muốn buông tay mình. Điều số 3, hãy hiểu cho mình một điều rằng người nào mà lợi dụng bạn thì chắc chắn người ta không yêu bạn, và một người yêu bạn thì chắc chắn sẽ không lợi dụng bạn. Vì thế nếu trong tình yêu mà bạn bị lợi dụng về tiền hoặc tình, chứng tỏ bạn đang không được yêu. Thì cho nên lúc đấy không cần phải hỏi là người ta có yêu em không nhá. Ví dụ bảo là người ta chỉ vay tiền em thôi, hoặc lúc nào
em đưa tiền cho người ta thì người ta vui, không đưa tiền cho người ta thì người ta không yêu em. Thế thì phải biết rằng gì? Người ta cần tiền chứ người ta không cần mình. Người ta lợi dụng tiền chứng tỏ người ta không yêu mình. Còn những người người ta thực sự yêu mình, người ta không lợi dụng mình đâu. Và thậm chí có những người đàn ông lợi dụng tiền của một cô gái khác này để nuôi một cô gái khác, bởi vì cái cô mà được nuôi là cái cô mà anh ta yêu. Đấy các bạn ạ. Mình không khuyến khích cái điều đấy, nhưng mà nó có những cái người đàn ông người ta như vậy đó. Đó, người ta thực sự yêu một ai đấy, người ta muốn cung cấp cho người đó mà. Người ta thực sự yêu một ai đó, người ta không muốn lợi dụng người đó mà. Nhưng họ lợi dụng bạn chứng tỏ họ không yêu bạn. Hoặc là họ lợi dụng tình cảm. À, mỗi khi ở gần nhau, thân mật với nhau thì vui vẻ, về với nhau coi như không, chứng tỏ bạn đang bị lợi dụng về thể xác. Đúng không? Mà đã bị lợi dụng thì chứng tỏ người ta không yêu. Chứ không cần phải hỏi là ôi, người ta lúc ở bên cạnh em thì rất vui vẻ, gần gũi với nhau, nên lúc về thì lại không quan tâm em thì có yêu em không. Chắc chắn là không yêu em. Bởi vì sao? Bởi vì người ta lợi dụng. Đã lợi dụng thì không yêu, mà đã thực sự yêu người ta sẽ không lợi dụng. Hãy nhớ điều đó. Điều số 4, chứng tỏ người ta thực sự yêu bạn. Người ta sẵn sàng, người ta tự hào để giới thiệu bạn với những người xung quanh, bởi vì bạn là niềm tự hào của họ. Và tất cả các cô gái hãy nhớ rằng bạn có đủ giá trị để một người đàn ông, một khi được các bạn yêu, là cái người mà sẵn sàng và tự hào với con người các bạn để giới thiệu bạn với mọi người xung quanh. Chứ không phải là giới thiệu bạn thì còn phải che che giấu giấu, che che đậy đậy. Che đậy thì thôi, không có yêu đương gì hết. Bởi vì bạn xứng đáng với sự công khai, và bạn còn là niềm tự hào của người ta khi người ta được công khai bạn đấy chứ. Có phải là ai ở ngoài kia muốn được công khai mình là được đâu, đúng không? Để được mình yêu và được mình cho phép công khai, đấy là vinh dự của một người đàn ông. Và đừng bao giờ tước đi cái quyền và cái giá trị đó của các bạn. Và cái điều số 5 chứng tỏ người ta yêu bạn, đó là người ta chung thủy với bạn. Đó, rất là nhiều bạn người đàn ông lăng nhăng ngoại tình, có biểu hiện này hiện kia, người nói nhưng mà anh ấy rất tốt với em thế này thế kia, thì hỏi có yêu không. Thì mình muốn hỏi lại các bạn rằng một người đàn ông không chung thủy thì yêu các bạn thật thì để làm cái gì? Yêu thật lòng hay không thật lòng, lúc đấy nó đâu có giá trị nữa đâu. Yêu bạn thì đã chung thủy với các bạn, yêu bạn thì đã không làm tổn thương bạn. Còn người đàn ông sẵn sàng làm tổn thương bạn chứng tỏ không yêu mình. Mà có yêu mình mà không chung thủy thì mình cũng không thèm cái kiểu người như thế. Vì thế các bạn hãy tỉnh táo nhé. Và đó là những cái dấu hiệu của một người đàn ông thực sự yêu bạn. Yêu bạn sẽ có những cái dấu hiệu đó. Đừng quên kiểm chứng để tỉnh táo và trao đi tình yêu cho những người nhé. Và đừng quên là mình có những cái khóa học trang bị kiến thức cho các bạn trong tình yêu. Trong đó có khóa học thấu hiểu tâm lý đàn ông này, khóa học kỹ năng yêu này, khóa học chiến thắng trò chơi tình yêu. Mình nghĩ rằng đó là những cái điều rất quan trọng để trang bị kiến thức cho các bạn, chuẩn bị sẵn sàng trên hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được những cái điều mà bạn mong muốn. Để tham gia những khóa học ở trên thì đừng quên lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì hãy lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, kéo xuống ở phần giữa trang có Messenger, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái, bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, dạ, trong các video tư vấn của chị thì chị có nói là chừng nào anh ấy còn tìm thấy ở mình sự tích cực, sự yêu thương, sự chiều chuộng, sự niềm vui và sự lạc quan thì anh ấy sẽ còn si mê, sẽ còn nhớ mình. Mà con người thì không phải lúc nào cũng thể vui vẻ như vậy, cũng có lúc buồn, cũng có lúc tiêu cực chứ à. Vậy mỗi lúc buồn, lúc tiêu cực như vậy thì mình tự điều chỉnh chứ không để cho anh ấy thấy để bị tuột cảm xúc. Như vậy thì có người yêu để làm gì ạ? Và nó khác gì việc mình là nơi để anh ấy tìm niềm vui? Thấy vui thì đến, không vui thì đi chị nhỉ? Và lại, nếu mình chỉ thể hiện những điều lạc quan như vậy, còn tiêu cực thì giấu nhẹm đi, không để anh ấy biết thì làm sao mình biết được tình cảm thực sự anh dành cho mình là bản ngã tích cực hay toàn bộ con người mình được ạ? Em cũng khó để chạm đến giới hạn của anh để xem mức độ ưu tiên cũng như cách xử lý mâu thuẫn, mà khả năng là khó thấy mâu thuẫn vì mình trao đi yêu thương mà chị. Mong được chị giải đáp thắc mắc ạ. Em cảm ơn chị. Em thân mến, có thể em xem những cái video của chị nhưng mà chưa có xem nhiều, thành ra là em mới đặt cái câu hỏi này. Bởi vì trong các video của chị cũng nói rằng con người thì không phải lúc nào cũng tích cực được, sẽ có những lúc tiêu cực, sẽ có những lúc mâu thuẫn. Nhưng để một tình yêu còn sống được thì cái sự mâu thuẫn, cái sự tiêu cực đấy nó phải ít hơn so với cái sự tích cực, cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc.
tức là đồng hành cùng với những cái mâu thuẫn mà em có thể có, nhưng mà em phải biết cách xử lý những mâu thuẫn đấy, đúng không nào? Đồng ý sẽ có những lúc em tiêu cực, nhưng em vẫn phải giữ cho mình có những lúc mình phải tích cực, chứ không phải là tiêu cực thì tiêu cực mãi. Thế chị mới nói rằng ngày nào còn có niềm vui, còn có hạnh phúc thì họ còn muốn ở cạnh mình. Tức là bên cạnh cái nỗi buồn, những cái tiêu cực, nhưng ở mình vẫn còn tìm thấy được niềm vui, vẫn còn tìm thấy hạnh phúc thì họ sẽ còn ở cạnh mình. Nhưng nếu ở cạnh mình cái nỗi buồn chiếm hữu tất cả, chẳng thấy niềm vui đâu cả, chẳng thấy tích cực đâu cả, thì đó là lúc tình yêu chết. Đó, cho nên với một cô gái thông minh muốn có hạnh phúc với đàn ông thì phải cho đàn ông biết rằng họ có cảm xúc hạnh phúc khi ở cạnh mình, họ còn có niềm vui ở cạnh mình, còn có tích cực ở cạnh mình. Đó mới là lý do để họ ở trong cái tình yêu này chứ, đúng không? Đó mới là lý do để đôi khi có những cái không vui đấy, có những cái nỗi buồn đấy, nhưng người ta vẫn còn muốn ở cạnh mình. Chứ không phải bây giờ rất là nhiều bạn ấy, khi mà yêu được một thời gian rồi mắc phải một cái sai lầm, đi theo một cái lối mòn là gì? Suốt ngày cau có, suốt ngày càm ràm, chẳng nghĩ rằng mình nên làm gì cho đàn ông vui, cho anh ấy hạnh phúc, mà chỉ đòi hỏi anh phải làm gì cho mình vui, mình hạnh phúc. Thế là bắt đầu là nó mất cân bằng trong tình yêu đấy, và tình yêu đấy kết thúc nhá. Cho nên chị nghĩ rằng em đã hiểu lầm cái câu nói của chị rồi, hoặc cũng có thể là do xem chưa đủ nhiều những cái video để biết rằng còn có những cái tư tưởng khác xung quanh đó nữa. Câu nói đó chị nói với cái mục đích là gì? Chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình yêu, chúng ta phải biết cho vào tình yêu những cái chất dinh dưỡng, đúng nào? Cũng giống như em cấy ruộng vậy đó, em phải cho phân bón vào. Nghe có phân bón thì cây nó còn xanh tốt, nhưng điều đấy cũng không có thể đảm bảo là xung quanh không có những cái cây cỏ dại. Có cỏ dại thì mình nhổ đi, nhưng mà để cỏ dại nó mọc đến có nhiều nhiều không xuể, mà nó nhiều nhiều hơn cây cây lúa của mình rất là nhiều ấy, thì làm sao mà cây lúa của mình phát triển được, đúng không em? Đấy, nó là một cái ví dụ đơn giản để em hiểu rằng tình yêu phải có sự tích cực, phải có sự nuôi dưỡng, phải có sự chăm sóc, phải có những niềm vui, phải có những hạnh phúc. Bên cạnh đó có những nỗi buồn, chúng ta vẫn có thể chia sẻ. Thế nhưng không phải cái buồn nào cũng thể hiện với người ta, đúng không? Mình sẽ phải biết là cái gì mình nên chia sẻ và cái gì không. Ví dụ một cái sự việc này mình biết là mình muốn chia sẻ để người yêu của mình hiểu này, thương mình hơn, chăm sóc mình hơn, thế ok, mình có thể chia sẻ. Nhưng mà đến ngày nào, cứ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, ngày nào cũng tiêu cực, ngày nào cũng mệt mỏi, ngày nào cũng áp lực. Người ta chia sẻ một vài lần thôi chứ, người ta chia sẻ mãi ngày 24 tiếng cứ chia sẻ những cái nỗi buồn làm sao, thì ai sống nổi, đúng không em? Đó, cho nên ở đây là chúng ta phải biết cân bằng. Chúng ta phải biết là mục đích cuối cùng ấy, ai bước đến tình yêu cũng là muốn có hạnh phúc cả. Đương nhiên để có được cái hạnh phúc thì con người ai cũng phải trả giá cả, cũng sẽ phải có những lúc không vui, phải có cái sự cố gắng và nỗ lực của cả hai. Thế nhưng cuối cùng cái mục đích cuối cùng vẫn là làm cho nhau hạnh phúc. Cho nên ngày nào họ còn ở bạn có niềm vui, có hạnh phúc, có nhiều cái sự tích cực, thì ngay cả khi có những cái sự tiêu cực, thỉnh thoảng có những sự tiêu cực, thỉnh thoảng có những cái nỗi buồn, thì họ vẫn cứ sẵn sàng chia sẻ cùng mình thôi. Chứ không phải là bảo là ô một cái mối tình là lúc nào 100% là chỉ có niềm vui thôi thì chắc là không có. Nhưng mà đồng thời nếu em xem nhiều video của chị thì em cũng biết là chị chỉ dẫn những cái video về cách xử lý tình huống, cách giải quyết vấn đề. Không phải là lúc nào đóng vai hoa hậu thân thiện là tốt đâu ạ, đúng không? Sẽ phải có phải những lúc mà nếu mà quá đáng quá thì mình cũng phải biết tức, và cái sự tức của mình lúc đấy nó lại là sự cuốn hút, chứ không phải là lúc nào cũng dĩ hòa vi quý, lúc nào cũng cười ha ha hê hê là như thế là tốt, thì cũng không phải như vậy. Mình phải biết ứng xử đúng. Nhưng nói chung cái sự chủ đạo trong cái tình yêu đấy là gì? Đem lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc thì tình yêu đó sẽ còn sống. Còn bên cạnh đó xuất hiện vấn đề mình vẫn phải giải quyết, chứ không phải là mình không giải quyết. Đó nhá. Thế nên chị nghĩ rằng có một cái khóa học cũng rất là cần cho các bạn ấy. Đấy là khóa trở thành người không thể thay thế. Thì khóa học này nó sẽ giúp cho các bạn biết xoay chuyển tình thế, biết cách để khiến cho người ta yêu thương mình này, người ta nhớ nhung mình này. Đó, mình biết cách để cho người ta phụ thuộc vào mình này. Ngoài ra còn có khóa học là kỹ năng yêu khiến người ấy luôn nhớ bạn này, để mình biết gieo vào đầu người ta những cái yêu thương, đúng không? Để người ta ngày càng si mê mình hơn, thích cái cảm giác khi ở cạnh mình hơn. Và bên cạnh đó thì có những mâu thuẫn thì mình vẫn giữ giải quyết, chứ không phải là mình không giải quyết nha. Nhưng mình đảm bảo là ở cạnh mình người ta có nhiều niềm vui. Cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái tích cực nó nhiều hơn cái tiêu cực, nó nhiều hơn những cái không vui, thì đó mới là lý do người ta muốn ở cạnh mình em nhá. Chứ không phải là ý chị là phải đảm bảo là 100% lúc nào cũng vui, lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng ấm áp, thì không phải như thế, đúng không? Cuộc sống mà sẽ có cái này cái kia. Một mối quan hệ bền vững lâu dài không phải là một mối quan hệ không có nỗi buồn, hay không có biến cố, hay không có niềm vui. Một mối quan hệ bền vững lâu dài là một mối quan hệ có thể xử lý được những cái mâu thuẫn, xử lý được những cái vấn đề, chứ không phải là không có vấn đề.
đúng không nào? Ngày nào vấn đề còn được giải quyết thì mối tình đó sẽ còn sống. Còn nếu mà một cái mối tình mà bảo đảm bảo 100% chỉ vui thôi, xong chỉ hạnh phúc thôi, chỉ cười thôi thì làm gì có cái điều đấy. Trên đời này chẳng có cái gì hoàn hảo cả. Chứ đừng nói là con người chúng ta, đúng không? Hai con người yêu nhau với những hai môi trường sống khác nhau từ lúc nhỏ đến lúc lớn, chắc chắn sẽ có những cái va chạm, sẽ có những cái không vui, sẽ có những cái mâu thuẫn. Nhưng cái quan trọng là chúng ta đặt tình yêu lên làm đầu tiên, với tôn chỉ là mình trân trọng đối phương, mình muốn làm cho đối phương hạnh phúc, mình hỗ trợ đối phương để trở thành người đàn ông, người phụ nữ tốt của mình, thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ có một cái tư thế khác. Đấy, chứ không phải là bước đến tình yêu và kỳ vọng đối phương phải thế này, phải thế kia với mình thì rất là mệt mỏi, đúng không nào? Quan trọng hơn cái mục đích cuối cùng là để làm cho nhau hạnh phúc. Và trên cái hành trình này sẽ có những vấn đề xảy ra và chúng ta sẽ giải quyết và xử lý cùng nhau. Xử lý dựa trên tinh thần là gì? Mình hỗ trợ họ để trở thành một người đàn ông tốt của mình. Đó, chứ không phải lúc nào mình cũng chỉ trông trông chờ chờ, trực trực là à người ta phải làm mình vui, phải làm mình hạnh phúc, trong khi mình hỏi lại mình chứ mình cho người ta được cái gì, đúng không? Mình phải cho họ niềm vui, hạnh phúc thì họ mới muốn ở cạnh mình chứ. Bảo suốt ngày cho người ta cái bộ mặt gọi là xị ra, xong rồi cáu gắt càm ràm, xong bảo họ yêu mình á. Có đẹp như hoa hậu mà không biết cách để nuôi dưỡng tình yêu, cho vào tình yêu những cái điều tích cực đấy thì vẫn cứ bất hạnh bình thường nhá. Đó, đấy là tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tình yêu. Chứ không phải bảo là chúng ta bây giờ theo đuổi một cái thứ tình cảm hoàn hảo, không bao giờ có nỗi buồn, thì không phải như vậy nhá. Nên mong rằng sau cái video này thì chị giải thích thì em cũng sẽ hiểu. Và mình khuyến khích các bạn là để tham gia những khóa học ở trên thì các bạn đừng quên là lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó kéo xuống có khóa học. Các bạn đăng ký càng sớm càng tốt, trang bị sớm, có kiến thức sớm để hạnh phúc sớm các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì đừng quên là lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Các bạn kéo xuống ở phần giữa trang có Messenger ấy, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ. Em đã xem các video của chị và thầm cảm ơn chị rất nhiều về những điều tốt đẹp mà chị đã gửi đến các cô gái. Em có một câu chuyện mong chia sẻ với chị, mong chị có thể giúp đỡ em vượt qua tình cảnh này ạ. Em và anh ấy đều 25 tuổi, đã yêu nhau 3 năm, cả hai bên gia đình đều biết hai đứa đang yêu nhau. Anh không quá giàu có, công việc về mảng game online không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng anh vẫn luôn chăm sóc và yêu thương em. Nhà anh ở Gia Lai, còn em ở Đà Nẵng. Anh một thân một mình ra Đà Nẵng lập nghiệp. Em quen anh ấy từ lúc anh ấy khó khăn nhất, em vẫn luôn ở cạnh. Dù quen 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ anh ấy chủ động đề cập đến chuyện kết hôn với em. Hai bên gia đình đều hối cưới nhưng anh ấy lại không muốn cưới. Em cũng đã nhiều lần hỏi anh ấy về chuyện tương lai hai đứa, nhưng lần nào anh ấy cũng lảng tránh và không nói đến, khiến em rất khó chịu. Lần gần đây nhất em hỏi anh, đã quen 3 năm rồi, vậy tính chuyện tương lai của hai đứa như thế nào? Anh trả lời, hiện tại bây giờ anh chưa chắc chắn, nếu như 2 năm nữa, đến 2025 mà công việc vẫn tiến triển như bây giờ, anh có vốn trong tay thì anh mới nghĩ tới chuyện cưới xin. Em nói, nếu như 2 năm nữa mà anh vẫn chưa có đủ vốn và công việc chưa được thuận lợi thì anh sẽ tiếp tục chờ đợi nữa hay sao? Rồi em sẽ chờ đến bao giờ? Sao tụi mình không cưới trước rồi cùng nhau xây dựng kinh tế, làm giàu? Anh nghe vậy liền nổi nóng lên và rất cộc cằn. Anh bảo anh chỉ muốn làm việc, kiếm tiền chứ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh cho rằng nghĩ tới chuyện tương lai là ý nghĩa tiêu cực, còn em thì lại nghĩ rằng nghĩ tới chuyện tương lai là để làm mục tiêu phấn đấu hơn. Sau đó anh nói, nếu như em muốn cưới sớm như vậy thì em nên đi tìm người khác đi. Câu nói đó khiến em rất sốc. Em đã nói, được thôi, em sẽ làm như vậy. Tạm biệt anh. Và từ đó chúng em chia tay nhau. Trong lòng em rất mong ngóng lời cầu hôn từ anh và sẽ có một đám cưới đẹp, nên em nhiều lần thúc giục anh. Còn anh thì không hề muốn nhắc tới vấn đề này. Em nhận thấy em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Làm thế nào để anh ấy có thể chủ động quay lại với em và chúng em sẽ nhanh chóng kết hôn ạ? Em xin chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em thân mến, thực ra trong câu chuyện này ạ, em thì cũng không sai với cái cương vị của em, mà anh ấy thì cũng không hề sai chút nào cả với cương vị của anh ấy.
Em ạ, nhưng mà chị muốn hỏi em một câu rằng nếu em cứ thúc ép mà người ta cứ cố cưới em cho được thì em có thấy rằng người ta sẽ hạnh phúc và em sẽ hạnh phúc hay không? Thế cho nên là em mới nói với chị rằng em cứ thúc ép anh ấy vì em muốn có được sự cầu hôn và một đám cưới đẹp. Đúng không? Thế em nghĩ rằng em muốn có sự cầu hôn và một đám cưới đẹp mà em giục người ta thì em sẽ có không? Đúng không? Em giục người ta thì chỉ khiến cho người ta cảm thấy chán, mệt hơn và người ta không muốn tiến tới hôn nhân với em thôi. Thực sự là như thế. Bởi vì có rất nhiều các bạn nam đã từng tâm sự với chị rằng bản thân bạn ý đã từng lập cái kế hoạch để cầu hôn bạn gái của bạn ấy. Thế nhưng bạn gái của bạn ấy vội vàng quá. Trước khi có được một cái buổi lễ cầu hôn đấy thì bạn gái đã cứ thúc giục, cứ gây áp lực, đòi cưới, làm cho bạn nam tụt hết cảm hứng. Và bạn mới đầu đã có ý định cưới cô gái này, nhưng sau thấy cô gái ấy như vậy, nhìn thấy rằng cô gái này không phải là cô gái mà mình muốn gắn bó trong đời, thế là bạn ấy không kết hôn nữa, bạn ấy không cầu hôn nữa. Đấy, em thấy không? Cho nên là cái sự thúc ép ấy, nó khiến cho người khác rất là khó chịu. Em cứ nghĩ mà xem, cũng giống như ngày xưa em đi học ấy, mà em tự nguyện em học ấy, thì em cảm thấy học rất là vào, mọi thứ rất là tốt, nhưng ai đó cứ thúc giục em bên cạnh. Đúng không? Em có thể làm theo nhưng em không, thứ nhất em không thoải mái, em không vui, tinh thần em không có được cái trạng thái tốt nhất. Và kết quả là gì? Kết quả là em học nó cũng chẳng vào, mà nó cũng chẳng có cái hiệu quả gì hết. Đó. Cho nên chị muốn nói với em rằng đôi khi để đạt được thứ mình muốn, mình phải cho người khác cái thứ người ta muốn trước, chứ không phải là cứ chăm chăm vào cái thứ mình muốn xong đòi thì người khác phải cho. Thì không, cái cách em làm là cái cách tồi tệ nhất để được một cái người đàn ông người ta kết hôn với mình. Đúng không? Xong rồi anh, thực ra anh không sai khi anh nói rằng nếu em vội vàng để kết hôn như thế thì em tìm người khác đi. Bởi vì bất kỳ một người đàn ông nào rơi vào cái hoàn cảnh đấy cũng sẽ phải nói với em như vậy. Chứ chả lẽ bảo ôi em ơi, hãy chờ anh đi, hãy ở bên cạnh anh đi, trong khi em thì gây áp lực cho người ta. Đúng không? Đó, nếu như mà em thực sự mà tinh tế, mà hiểu cái tâm lý của người ta, mà em không thúc ép người ta, không khiến cho người ta khó chịu ấy, thì người ta cũng không nói ra cái câu đau lòng đấy. Đúng không? Chị biết là với tâm lý của con gái em có cảm xúc như vậy, nhưng em đã từng một lần hiểu cho tâm lý của người đàn ông đấy chưa? Đúng không? Bây giờ em chỉ nghĩ là kết hôn, có gia đình rồi sinh con, đúng không? Em không sai. Em không sai về cái suy nghĩ là ở lấy nhau mình sẽ cùng cố gắng. Nhưng người đàn ông của em cũng không sai khi nghĩ rằng à, mình phải có một cái kinh tế ổn định thì mình mới nghĩ đến chuyện vợ chồng. Đúng không? Bởi vì em chưa bước vào hôn nhân, em chưa biết hôn nhân nó cần cái thử thách lớn như thế nào đâu. Không có tiền, không có kinh tế, hàng ngày dằn vặt nhau, đúng không? Căng thẳng với nhau, mệt mỏi với nhau lắm. Rồi đa số các cuộc ly hôn là do không có kinh tế đấy, chứ không phải là cái chuyện đùa đâu em à. Cho nên việc anh ấy cân nhắc nó cũng không phải là thừa nhá. Nhưng mà cái quan điểm của em nó cũng không phải là sai. Cái vấn đề quan trọng là bọn em phải biết thấu hiểu tâm lý của đối phương và cho đối phương được cái cảm giác thoải mái. Và anh này sẽ không bao giờ quay lại với em hay là muốn cưới em nếu anh ý không tự nguyện em ạ. Cho nên dẹp cái chuyện bắt ép người ta đi. Em đừng nghĩ rằng ô gắn bó 3 năm thì người ta phải cưới em á. Chị nói thật nhá, gắn bó 30 năm mà lúc người ta không muốn cưới em, người ta vẫn không cưới. Đúng không? Thậm chí bọn em còn lấy nhau là vợ là chồng rồi, người ta cảm thấy không thoải mái, người ta vẫn ly hôn bình thường. Chứ không có nghĩa là bây giờ mình có quyền là mình gây áp lực cho người ta, mà em càng gây áp lực cho người ta, mình càng kém cuốn hút và người ta càng muốn chạy xa khỏi cuộc sống của em. Em ạ, rồi bây giờ em muốn là gì? Em muốn là khiến anh quay lại và nhanh chóng kết hôn với em á. Không, cái này không vội vàng được. Bởi vì chị nói thật là cái câu nói đó nó đã hạ thấp giá trị của em rồi. Mà đàn ông không ai thích một cô gái hạ thấp giá trị của mình hết. Cái cách mà em đang làm khiến cho một người đàn ông có cảm giác như thế này này. Cô ấy rất rẻ tiền, cô cho không mà đàn ông còn không thèm. Đúng chưa? Đấy. Chị biết là về mặt thực tế em rất là giá trị nhá. Em là cô gái rất là đáng yêu, dễ thương. Và nếu em biết thể hiện nó ra thì lại là một cái đẳng cấp khác luôn. Thế nhưng mà cái cách em làm nó khiến cho một người đàn ông thấy em không hề cuốn hút. Và anh ấy nhận ra rằng em không phải là kiểu đàn bà mà anh ấy muốn lấy làm vợ. Em à, kiểu đàn bà mà đàn ông muốn lấy làm vợ là gì? Kích hoạt được cảm xúc của người ta để người ta khao khát, người ta mong muốn được cưới mình làm vợ. Người ta cảm thấy tự hào khi được cưới mình làm vợ.
Đấy, chỉ khi đàn ông tự nguyện người ta mới thấy được điều đấy thôi. Chứ còn em gây áp lực cho người ta thì người ta chỉ thấy rằng à, bây giờ là người yêu cô đã gây áp lực cho mình như này rồi. Thế thì sau này cưới nhau thì sao? Là vợ là chồng rồi cô sẽ gây áp lực cho mình đến mức độ nào nữa? Cho nên người ta mới nhận định là đây không phải cô gái mà mình muốn gắn bó. Đúng không em? Bây giờ một cái chuyện kết hôn em chưa có được thứ em muốn là em đã cáu gắt em gây chuyện với người ta rồi. Thế sau này nếu mà lấy nhau đi, đúng không? Không có tiền, không có kinh tế hay mâu thuẫn một cái gì đấy đi, không vừa ý em một cái em cũng cáu gắt với người ta, thì người ta nhận ra một cái bản chất đấy và người ta không muốn gắn bó với cô gái đấy nữa. Hiểu không nào? Đó, cho nên là tất cả các cô gái nhá, muốn được đàn ông cưới phải để cho anh hiểu rằng giá trị của các bạn nằm ở cái chỗ là người đàn ông có được các bạn là vinh dự của họ, chứ không phải là cho mình đi như một cái bánh miễn phí nhét vào miệng người ta mà người ta đẩy ra người ta không thèm. Xong bây giờ cũng phải cố là chị ơi làm sao để nhanh chóng nhét vào miệng anh ta và anh ta nuốt hộ em cái. Đúng không? Cái đó có phải là cái thứ mà bọn em thực sự muốn? Cái đó có thực sự là hạnh phúc không? Đúng không nào? Cho nên bây giờ cái điều quan trọng mà chị nghĩ là như thế này. Em ấy, trong cái lúc mà em tức giận em đã nói những câu mà nó làm mất hình tượng của em rồi. Đó, ừ ok em sẽ đi tìm người khác để em cưới. Tức là trong đầu em là gì? Em muốn cưới, đúng không? Em muốn có chồng. Em muốn có chồng như người ta đang có chồng, em cũng muốn có chồng như người ta. Thì người ta đâu có cảm nhận được tình yêu đích thực ở đây đâu. Đúng không nào? Nên chị nghĩ như thế này, chị nghĩ là em nên nhắn tin cho anh ấy một cái tin để nói với anh ấy rằng anh ạ, thực sự là em cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong quãng thời gian qua và em nghĩ là em không tình cảm ấy, nó là tự nguyện và không nên miễn cưỡng bất kỳ ai hết. Em cũng xin lỗi anh bởi vì quãng thời gian qua là đã gây áp lực cho anh và khiến anh mệt mỏi. Vì em luôn luôn nghĩ rằng là kết hôn là cái khoảnh khắc thiêng liêng mà ở đấy ấy, mình yêu một ai đó tức là mình sẵn sàng để mình dành cả cuộc đời để ở cạnh người đấy. Và biết rằng cái khoảnh khắc mà mình kết hôn là cái khoảnh khắc để tôn vinh tình yêu, chứ nó không bao giờ là cái khoảnh khắc mà ai đó ép buộc mình xong mình phải bước vào. Vì thực sự nếu mà em giục anh mà anh cưới theo em ấy, thì em cũng không cảm thấy hạnh phúc bởi vì đó không phải là sự tự nguyện. Cho nên là em nghĩ rằng mình đã sai trong cái cách giao tiếp và nói chuyện với anh rồi. Vì thế nếu như có không hợp thì chúng ta sẽ dừng lại và kết thúc trong văn minh thôi. Chứ em cũng không muốn là vì một cái trải nghiệm không tốt đấy mà chúng ta có những ấn tượng không tốt về nhau, anh nhé. Nghĩa là một cái tin như vậy để cứu vãn lại cái giá trị của em. Để em cũng biết rằng em có tiêu chuẩn trong tình yêu là gì. À, là kết hôn là để tôn vinh tình yêu, kết hôn là vì mình muốn rằng cả cuộc đời còn lại mình muốn ở cạnh đối phương, chứ không phải là vì ai ép buộc mà ở cạnh nhau. Ít nhất cái phải nói cái câu đấy rồi em không níu kéo gì cả nhá. Rồi nói như vậy rồi dừng lại im lặng để mà gì? Để mà anh ấy sẽ liên lạc với em. Nhá, nhưng mà có cần có một cái tin đấy để cứu vãn cái tình huống của em. Rồi nếu được em tham gia khóa học lộ trình quay lại với người yêu cũ đi nhá, để anh ấy chiến đấu với em. Bây giờ chỉ có để anh ấy tự nguyện thôi, chứ còn em mà giục em mà quay lại em mà xin cơ hội chỉ khiến cho người ta càng hạ thấp giá trị của mình thôi em ạ. À, và luôn luôn các cô gái phải nhớ giá trị của mình là gì. Yêu nhau bao nhiêu lâu như thế người ta cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình, là mình có muốn kết hôn hay không hay là xoa dịu mình ra sao. Thế thì mình phải có lòng tự trọng để mình bước đi, chứ mình cứ ngồi đấy mình thèm khát mãi à, đúng không? Tuyệt đối không bao giờ coi rẻ bản thân để nhét vào mồm người ta mà người ta không thèm, người ta muốn đẩy ra. Thì không bao giờ con gái nên ngược đãi bản thân mình như thế. Ở bên nhau 3 năm chứ 30 năm mình cũng phải không thèm cái tình huống thảm hại đó chứ, đúng không nhá? Và chị nghĩ rằng cần thêm khóa học nữa cho các bạn, đó là khóa học kỹ năng yêu khiến người ấy luôn nhớ bạn. Khóa học kỹ năng yêu để trang bị cho bạn những kỹ năng trong tình yêu, để các bạn biết mình làm như thế nào mình cuốn hút này, mình làm thế nào để đối phương luôn nghĩ về mình, nhìn mình như một người con gái họ muốn lấy làm vợ này, đúng không? Và bọn em sẽ biết cách làm dần dần làm như thế nào để tự nguyện khiến người ta muốn lấy mình, chứ không phải là mình phải ép người ta như thế nhá. Cho nên tạm thời chị nghĩ rằng em nên thực hiện cái lộ trình là quay trở lại với người cũ đã, rồi đôi rồi dần dần phải trang bị các kỹ năng cho mình trong tình yêu, chứ không thể tiếp tục như thế này được nhá. Để tham gia các khóa học trên thì các bạn hãy lên Google gõ toàn nguyễnhạnhphúc.vn sẽ ra cái trang của mình, các bạn kéo xuống có những khóa học này, đăng ký càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.